Thưa quý vị, người dân có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Vì vậy, thành phố cần thực hiện tốt việc phát động mỗi người dân là chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, góp phần đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam vào cuối giờ chiều qua ngày 3 tháng 7 khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở, ngành, quận, huyện nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Ngày hôm qua ngày 3 tháng 7, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc mới. Tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố trong chuỗi lây nhiễm mới từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 là 90 ca. Ngành y tế cùng địa phương đã xét nghiệm cho 8.570 người liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Quận Thanh Khê đã mở chốt vòng ngoài, nới lỏng hoạt động của khu Tam Giác, Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, chỉ còn 3 chốt cứng trong khu dân cư vì người dân khu Tam Giác này đã qua 5 lần xét nghiệm có kết quả âm tính. Đến nay, thành phố đã cách ly tập trung các trường hợp về từ vùng dịch là 315 người. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam nhận định tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch và lãnh đạo địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo ở mức cao nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận, biểu dương lực lượng các địa phương đã nghiêm túc kiểm soát tốt vòng ngoài các chốt kiểm dịch, nhất là kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để công tác phòng chống dịch được đảm bảo hiệu quả tối đa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của mỗi người dân trong việc chung tay cùng thành phố phòng chống dịch. Ta cũng không thể hài lòng được, chưa thể an tâm được nếu chúng ta không làm tốt cái công tác phát động mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Bởi vì nếu như có vòng 1 bằng mọi cách người ta có thể là vào được thì chúng ta còn tiếp được vòng 2 và vòng thứ 3 là vòng cơ sở. Người dân sẽ chủ động phát giác, báo cáo cho cơ quan y tế với những người đến từ vùng dịch hoặc những người ở những vùng không phải thành phố Đà Nẵng đến cư trú trong vùng này. Và tôi tin rằng nếu chúng ta làm một cách quyết liệt và hiệu quả thì sẽ góp phần một trong những là biện pháp có thể là ngăn chặn được dịch. Đối với các đường mòn lối mở, nơi người đến từ vùng dịch có thể dễ dàng luồng lách, xâm nhập trái phép vào thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị giao trực tiếp cho lãnh đạo địa phương tăng cường công tác chỉ đạo công an, các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra, rà soát, phát hiện kịp thời những đối tượng này và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị các ngành, đơn vị liên quan lưu ý triển khai tốt công tác xét nghiệm để phục vụ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.